10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Anh em confirm lại giúp mình xem là âm thanh cứ thứ ổn chứ nhỉ? Có bị lỗi liếc gì không? Hay là to quá hay là nhỏ quá thì không thì còn chỉnh luôn để phút nữa. Còn vào game xem cho đỡ bị lỗi. Mình thì sinh năm 1996. Thực ra thì nhìn mặt trông có vẻ to to thôi nhưng mà tâm hồn thì vẫn còn trẻ vừa trâu. Thôi rồi, quay trở lại game đấu rồi. Anh em confirm là ổn rồi. Vâng, xin chào mừng toàn thể mọi người trên 23 Creative. Chúng ta sẽ có game đấu đầu tiên giữa Evil Geniuses và Mineski. Đây sẽ là một trận đấu bao ba. Và cùng đến với những lượt ban đầu tiên xem là như thế nào đây. Night Stalker bị ban bên phía team Evil Geniuses. Và Mineski thì họ lại ban ra cho mình Split Breaker. Cộng thêm vào đó là IO. Ban ra IO của thanh niên Crit và bên phía Mineski họ cũng ban luôn cả Split Breaker của thanh niên Fear. Thực ra thì dạo gần đây Split Breaker không được cầm đi support nhiều nên khả năng cao nếu như có pick cho Evil Genius thì sẽ được đánh ở vị trí support số 5 và thường là cho Fear. Bên phía của EG thì họ lại ban ra một con Night Stalker của thiên Jap. Sợ con Night Stalker của Jap đến thế cơ. Thực ra thì theo cá nhân mình ở khu vực C ấy, thì Jap là một cái support mà một thanh niên đánh support số 4 thì chắc là cũng nếu như mà nhận là số ai thì nhận là số 2 thì chắc là cũng không ai dám nhận là số 1 ở khu vực C đâu. Và trên thế giới thì Jap cũng có tên tuổi chứ không phải là vừa. Rồi, ban ra Nick Assassin, đây bằng chứng đây. Ban Nick Assassin và ban Night Stalker, hai con hero có khả năng đi họp lên cũng được mà đánh ở vị trí support số 4 thì lại càng hay. Đánh vào cái vị trí của Isaiah cũng như là của Jap. Bên phía của thanh niên Evil Genius thì họ sẽ có một cái lượt duo pick sau khi ở Mineski có mình Venomancer. Có một cái đặc điểm khá là thú vị, đấy là các team thường thì những cái lượt ban đầu tiên họ sẽ lựa chọn ban ra Venomancer và một con Lich. Bởi vì sao? Ở trong phiên bản hiện tại thì Venomancer rất là khó chịu với việc đi được tất cả mọi lên và có thể đánh được rất nhiều vị trí. Anh ta có thể đi mid, anh ta có thể đi off lane, anh ta có thể đánh ở vị trí carry đều rất là cơ động và cái độ hiệu quả rất là cao. Trong khi đó thì Lich là một con hero gây khó chịu rất là nhiều và trong cái game đấu này thì cả hai team đều chưa ban ra cho mình con Lich. Nhưng Vineski họ đã pick được Venomancer rồi. Và bên phía của Evil Genius thì pick cho mình được Pugna. Pugna dành cho mid tới U. Mid tới U đi. Là đọc là Mr. U thì nghe nó hơi bị ngượng mồm ấy. Pugna dành cho Universe. Chiều nay thì Universe cũng đã cầm Pugna để chơi với VG Gaming Thunder rồi. Xem thì có vẻ như là cũng so sánh được với thanh niên My Control. Bởi vì dù sao đây hai ông này thì cũng đã từng cầm kiên Aegis rồi. Và như vậy là Lich dành cho Evil Genius. Nó bảo mà không ban thì chỉ có pick thôi. Venomancer cho Mineski và Lich cộng thêm Pugna cho Evil Genius. Một con Lich có khả năng death cũng rất là tốt. Cộng thêm vào đó là cái laning phase của Lich. Thì mà kết hợp thêm một hero nữa bởi vì Evil Genius thì cái việc để mà đi lên nó không quá khó. Ngược lại cũng có thể đè được lên đối phương. Khi mà có cắn creep để tăng thêm cái lượng XP cho chính bản thân mình. Và cũng có cái Ice Armor để có thể hỗ trợ cho các core hero đi cùng lên với con Lich này. Mineski họ có thêm một lượt pick vào vị trí của Clockwake, Venomancer và Clockwake. Hai cái lượt pick rất là mở. Clockwake thì cũng có thể đi off lane và cũng có thể là đánh ở vị trí support số 4. Nhưng khả năng cao trong game đấu này thì Clockwake sẽ đánh ở vị trí support số 4 và Venomancer. Venomancer thì chưa đoán được. Venomancer thì mình theo cá nhân mình thấy thì có lẽ sẽ là dành cho Mushi. Dire team ban. Ban ra armor, ban anti-mage, có Pugna ban anti-mage. Bên phía team Mineski họ cũng sẽ có lượt ban thứ 3, Pugna Lich. Nào liệu rằng có ban ra Zakiro hay không?
Chiều nay thì Mr. S Sumail cũng đã cầm Zakiro ra mid rồi, nhưng mà thực sự lúc đấy nó thành Sufail chứ không phải là thành Sumail. Rồi ban Lucica. Ban Aber, xong rồi ban Lucica, bên kia thì lại ban ra cho mình Vysek. Mới có Vysek rất là khó chịu. Nếu như rơi vào tay của ICSI như cái game đấu vừa nãy với Na'Vi thì chưa biết là Evil Genius sẽ phải đối phó như thế nào với con Vysek này. Cực kỳ khó chịu khi lên được Arcanine Scepter. Và cái con Vysek này nếu như đánh theo cái đường gọi là tank lên hút rồi thì lên Pai, bên phía team Evil Genius thì họ đã đang có một cái lượng đam phép khá là lớn, và đối với con Vysek khi mà lên Pai thì không đáng kể quá nhiều. Lượt ban thứ tư bên phía team Mineski nào, Pakla và sau đấy là một con Lich. Ban lôn rui rồi, ban lôn rui của thanh niên RTG. Ban lôn rui của RTG. Bên phía Evil Genius sẽ có lượt pick thứ 3. Bây sẽ là một con support chăng? Khi mà Pakna được pick ở lượt pick sớm như thế này thì khả năng cao sẽ là Pakna dành cho Universe. Lich cộng thêm một support số 4, và support số 4 này thì cần phải có cho mình một cái lượng disable khá khá, khi mà hai lượt pick đầu đã không thấy bất kỳ một cái disable nào của team Evil Genius cả. Phải chăng chỉ có thì cũng chỉ là những cái slow thôi, đến từ Chain Frost và đến từ cái slow một cái ghost của Pakna. Dire team pick. Rồi, như vậy là Kunka. Kunka với 2 disable, 3 cái disable. Khá là hay. Một con Kunka X lại, sau đó là thả Torrent có thuyền xuống một cái bộ combo của Kunka nếu như được sự hỗ trợ ra của Pakna với một cái decryptify và thêm Chain Frost, thậm chí là cả Frost Blast nữa, thì cái việc để mà dồn đam chết một hero trong một cái tình huống mà bắt lẻ thì Mineski họ cần phải nghĩ tới cái trường hợp này, và họ cần phải có một con hero đối đầu lại với Kunka cộng thêm Pakna cộng thêm cả một con Lich như thế này nữa. Mineski họ đang có Clockwork, có Venomancer, không biết rằng có định pick Witch Doctor ở vị trí support số 5 hay không. Thông thường thì bên phía team, mọi team khi mà ban pick, họ chủ yếu là pick hai support trước và họ có thể là một support của off lane. Rồi nhưng bây giờ thì có Silencer. Silencer để phá combat, để cắt combat. Silencer hơi thiếu disable nhỉ. Team Mineski họ lại đang hơi thiếu cho mình một chút cái lượng disable. 5 seconds remaining. Clockwork, anh ta có một cái hook shot và anh ta có một cái mini stun. Trong khi đó thì Venomancer cộng thêm Silencer thì lại là hai con hero chỉ có khả năng slow thôi. Silencer thì cho thêm đấy là cái việc mà gọi là khóa mồm đối phương lại. Tuy nhiên là cái lượng disable của team Mineski bây giờ lại hơi thiếu cock nữa của Clockwork. Nhưng cái cock này thì không quá khó để phá với việc là lên Fox Sap Miranda cho Evil Geniuses. X lại, sau đấy là phi tên ra. Khi mà đối phương chạy đi thì sẽ kéo cái X lại để cho tên của Miranda trúng vào người. Một cái combo cũng khá là bệnh hoạn. Tuy nhiên cái combo này thì lại đòi hỏi là Kunka với Miranda phải phối hợp rất là ăn ý. Có một cái bộ combo đánh dễ hơn rất là nhiều, nhưng bên phía team Evil Genius thì họ nhận thấy là trong game đấu này đang hơi thiếu cái lượng disable và họ quyết định là không pick bên. Bởi vì bên của Miranda sẽ đánh dễ hơn rất nhiều so với Kunka và Miranda. Nhưng bây giờ đã có Puck dành cho Mineski rồi. Venomancer, Clockwork, Puck và Silencer. Nếu như pick kiểu này thì theo cá nhân mình nghĩ Venomancer sẽ đánh hoặc là ở vị trí mid lên hoặc là xếp lên và đẩy Puck về cái vị trí off lên. Nếu như Venomancer mà đánh ở vị trí carry thì bây giờ Mineski cần thêm một con hero đi mid nữa dành cho thanh niên Nana. Nhưng mà Nana thì lại bị pick mất Miranda rồi. Ban Broodmother. Ok, ban Broodmother.
Evil Genius mặc dù họ sở hữu Pacna nhưng mà họ vẫn quan ngại cái con Broodmother này. Và thôi thì ban Broodmother đi cũng được. Chiều nay thì Pacna có đối đầu với Broodmother rồi. Và Pacna của Universe cộng thêm đội hình của Evil Genius cũng không thể chơi lại được với một con Broodmother, rất là khó chịu. Bên phía team Mineski, họ sẽ có lượt ban thứ 5. Một cái game đấu, nếu mình nhớ không nhầm thì chiều nay Evil Genius cái game mà có nhện và cộng thêm một con Pacna là game đấu thứ 3 giữa Evil Genius và VG Gaming Thunder. Họ rất là khổ sở, chứ không phải là không chơi được, họ rất là khổ sở. Nếu nhớ không nhầm thì lật 20.000 network thì phải. Trận đó thì mình cũng không được xem kỹ, à, mình chỉ xem được cái thời điểm early game, cái giai đoạn mid game rồi sau đấy là mình bỏ thôi. Đồng ban Aquadon rồi, Mineski họ sẽ có lượt pick thứ 5 và Monkey King. Như nào nhỉ? Như nào đây? Monkey King, Park Silencer, Clockwork và Manomancer. Monkey King. Bây giờ chia lên là khó đoán đây. Bây giờ chia lên sẽ khá là khó đoán. Monkey King này liệu rằng sẽ là Monkey King đánh ở vị trí sub 4 hay là Monkey King đánh ở vị trí coin roll, nhưng khả năng cao sẽ là Monkey King đánh ở vị trí carry rồi. Evil Genius họ sẽ có lượt pick thứ 5 và bây giờ họ cũng đang thiếu cho mình một con hero carry. Nào, Monkey King và Clockwork, Park Manomancer. Lượng disable của Mineski được bổ sung thêm một bao Red Strike và bây giờ là CK. CK dành cho Evil Geniuses. Như vậy là Monkey King dành cho ai sai sai ở vị trí off lane Venomancer. Anh ta sẽ được đánh ở vị trí xếp lên dành cho Mushi. Và Nana cầm Park Limit đối đầu lại với Sumail là Miranda. Bên phía team Evil Genius thì RTG có KS9, Lich dành cho Fear. Và cuối cùng là Pacna dành cho Universe cộng thêm sự hỗ trợ của Grid với thanh niên Kunka. Mineski họ sở hữu cho mình một con Monkey King nhưng mà lại không phải là Monkey King đánh ở vị trí xếp lên, đánh ở vị trí carry, mà lại là Monkey King đi off lane. Thực ra thì nếu game này Monkey King đánh ở vị trí xếp lên và lên cho mình một cái Battle Fury thì Evil Genius với CK cũng hơi khó đánh. Thực sự phải nói là hơi khó đánh. Bởi vì con Monkey King này khi mà mở công command ra cộng thêm một cái Battle Fury nữa thì CK, cái việc để mà clear bóng của CK cũng không quá khó cho team Mineski đâu. Thậm chí họ còn có cả Park và họ còn có cả Venomancer với Poison Nova. Combo của Mineski thì cũng khá là đơn giản thôi. Hook shot vào của Clockwork, hoặc Clockwork sẽ không phải là người mà combat, mà người mà combat là Nana với con Park, sử dụng Dream Coin. Sau đó là có bay vào để xả Poison Nova và Google Command sẽ được mở ra, ở trong khi mà bị dính Dream Coin của Park cũng như là dính Poison Nova và Global Silence sẽ được mở ra ngay lúc đó. Cái combat tổng của team Mineski sẽ rất là dã man. Và bên phía team Evil Genius thì có vẻ như họ đang thiên hơn về cái việc là combat, gọi là combat nhỏ lẻ thì bắt lẻ nhiều hơn chứ không thiên về combat tổng. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cả những diễn biến chính của game đấu này. Hãy xem là game đấu thứ nhất này là 1-0 cho Evil Geniuses hay sẽ là 1-0 dành cho Mineski đây. Điểm danh một chút về lá của cả hai team. Bên phía team Evil Genius, Sumail cầm Miranda ra mid, đối đầu với Nana sẽ là Park. RTG đã có KS9, Universe sẽ là thanh niên Pacna. Fear có Lich đánh ở vị trí support số 5, Grid cầm Kunka đi support số 4 rồi. Và Jap có Clockwork. Clockwork này thì có khả năng sẽ đánh vị trí support số 4 và mua hẳn cho mình một cái tông lào. Ok, mua tông lào trước. Ai sai sai sẽ là Monkey King đi off lên. Và Venomancer dành cho Mushi ở vị trí xếp lên. Trong khi đó thì Park anh ta đi mid dành cho thanh niên Nana. Ninja Buji thì có Silencer ở cái vị trí support số 5. Rồi, ở đây đang có một tình huống mà tụ tập. Ai mở smoke không? Không có bất kỳ một cái smoke nào. Bốn ông đứng đây đơn giản chỉ là đứng tụ tập ở đây thôi. Nếu như có smoke thì khả năng cao mình phải team Mineski họ sẽ muốn tranh chấp rune ở cái giai đoạn early game. Nhưng mà bây giờ thì không có smoke thì có lẽ là họ sẽ lùi về. Và đơn giản chỉ là tụ tập xem có ai bên phía team Evil Genius có ý định là sang để đánh nhau lấy rune hay không. Monkey King thì đã đứng sẵn ở đây rồi. Và Pacna không dám ra để có thể lấy rune. Khi mà team Mineski thì họ cũng không có bất kỳ một thành viên nào có ý định là đi đánh nhau cả. Đơn giản chỉ Monkey King đi scout map, đi sang để nhặt rune thôi. Rồi, Grid lộ smoke ra ở đây, nhìn thấy được thanh niên Giáp.
nhưng mà cũng chỉ có một mình Chris thôi. Sẽ là hai một cái tình huống mà trao đổi chiêu thức với cả hai thanh niên này. Game đấu này thì bên phía team Evil Genius họ cũng có một early game khá là đẫm máu, với việc là khoảng tầm level 3, level 4 của các support hoặc chỉ cần đến level 2, level 3 thôi thì sẽ là đi gánh rất là dã man rồi. Trong khi đó bên phía team Mineski thì có cần phải có một cái lượng level khá hơn thì mới có thể là đánh nhau được với bên phía team Evil Genius. Có lẽ họ muốn đánh nhau về giai đoạn mid game nhiều hơn. Khu vực trên top sẽ là một cái lane nó tương đối là đơn giản cho thiên nhân Mushi. Dù sao thì Venomancer cũng là một con hero khá là cancer, với việc là vừa tay dài lại có độc nữa cơ. Bên phía Evil Genius thì lại quyết định là đánh với một cái line up là đánh công lên. Họ quyết định đánh công lên chứ không phải là đánh ở cái việc là hàng là trip lên hay là làm sao. Nhưng ở khu vực mid lane này thì Sumail cùng với đó là Chris di chuyển ra, đang có ý định là bắt vào vị trí của Nana, nhưng Nana đang đứng trong tầm trụ và đơn giản chỉ là trao đổi chiêu thức thôi, và cũng không có thêm bất kỳ một tình huống nào gây ra sự nguy hiểm cho mid laner của cả hai bên cả. Bên phía team Evil Genius đã có những con ward cắm khá là điếm, và một cái ward cắm ở đây để có thể block kem, một ward cắm đây để block kem nhỏ, ward cắm đây để block kem to. Nếu như có muốn phá những cái ward này thì bên phía Mineski cũng cần phải mất cho mình tới hai cái sentry, và ở đây thì ông đã mất một cái sentry rồi nhưng không bị được ward, thậm chí còn nguyên cả cái sentry, một cái ward ở trên khu vực kem to này nữa mà không thể nào lùa được grip vào. RTG sẽ có được khoảng pha, đồng thời thêm vào đó nó sẽ rất nguy hiểm cho các support của team Mineski, hoặc cũng có thể là gây nguy hiểm cho Mushi. Bởi vì dù sao thì Mushi cũng không cầm con Venomancer, cũng không phải là con hero mà có cái gọi là kiểu tốc chạy tốt, cũng như là có cái khả năng chạy trốn ở cái giai đoạn này. Silencer cũng vậy. Rồi, đi vào và lấy được cả hai rune. Jab đánh rất tỉnh táo, Clockwake cộng cho mình một điểm vào cock trước. Trong khi đó ở cái khu vực mid lane thì Sumail cũng đang có một cái lane nó tương đối là hòa so với như Nana. Một bên thì last hit 13 và một bên last hit 9. Lane này không quá khó với Sumail. Khu dưới bot này thì Universe cũng đã có cho mình một lượng farm tương đối ổn, 11 last hit và delay 5. Nhưng trên này thì là cái lane mà mình đang mong chờ nhất, khi mà cả hai bên đều có khả năng đánh nhau ở cái giai đoạn early game. Nhưng dường như là EG họ vẫn chưa muốn lao vào. Có lẽ họ muốn có thêm lượng level đã. Cứ phải từ từ, từ từ đi khoan nó mới như được. Đây không phải là thời điểm mà Evil Genius họ nên đốt cháy giai đoạn. Rồi, đã có hai trạc của Jingu Mastery và cần phải lùi về ngay. Nhưng ở khu vực đây thì đã có một cái run hit. Nào, run hit này sẽ được dành cho ai? Dành cho Chris chăng? Hay là để dành cho Miranda? Miranda thì chưa có bottle, Miranda thì vẫn đang phải cố gắng farm và cắn mình máu to liên tục. Kunka mới chỉ có level 2. Cắn run hết, cắn không. Sau đấy di chuyển ra mid và để lấy cho mình một cái level 2 cộng một điểm vào X. Nào, cộng một điểm vào X. Có X chưa? Bây giờ có X rồi. Có X rồi thì sẽ X lại thanh niên Moon này hay không? Thanh niên Nana này hay không? Nhưng mà không, quyết định là bỏ. Kể ra có X trong những vừa rồi và Sumeru ta hoàn toàn có thể phi tên, nhưng lại có phase shift đến từ Park. Thì cái việc để mà kết thúc được con Park này, nếu như mà timing nó không thực sự là chuẩn chỉ, và nếu như Park đánh bình tĩnh hơn thì hoàn toàn có thể thoát được. Và quyết định là bỏ Kunka. Khu vực dưới boss thì Man Viking vừa có một tình huống mà trao đổi chiêu thức với Park Na, và Park Na đã phải đi chuyển về để phục hồi cho mình, lại regen lại cho mình lượng mana cũng như lượng HP rồi. Cảm thấy rất là khó thở khi mà phải đi lên với Man Viking, mặc dù Park Na là một con hero tay dài. Bất kỳ con hero nào khi mà đi với Monkey King ở giai đoạn early game thì đều rất là khó chịu. CK sẽ cố gắng để lên Power Cheat, nhưng ở đây thì Kunka di chuyển ra với Miranda rồi. Nào, đặt nước không? Một nước đã đặt ra, nước này thì có vẻ như là trượt rồi. X lại thanh niên Moon, Arrow, không Arrow. Phase Shift để né X. Và kể cả có X lại được cái chăng nữa, nếu như nhanh tay thì Park hoàn toàn có thể né được với phase shift. Và đó chính là cái vấn đề mình đã nói tới, cho nên là cái việc để mà ganh Park tại cái giai đoạn này nghe chừng ra là cũng hơi khó. Cả hai bên đều đang đánh rất là từ tốn, 5 phút rồi, lượng level có vẻ như cũng đã đủ nhưng chưa có đánh nhau. Và trên này thì RTG vừa có một cái tình huống mà muốn lao vào giữa dòng đời tấp nập, muốn đâm phầm phập vào Venomancer nhưng mà lại không được, khi mà cảm thấy là các support đang đứng hơi xa.
và đơn giản chỉ là dọa dỗ đối phương thôi, harass đôi chút thôi. Universe thì đang có cái pha mà ghost lại thành điểm bắn kỳ kinh, sau đó là nổ Nether Blast ra rất khó chịu. Bắn kỳ kinh thì cũng farm ổn, tuy nhiên so với cái lượng harass của Pagna cũng thêm chút nữa, khi mà Pagna có level 6 rồi thì chưa biết là bắn kỳ kinh sẽ đánh như thế nào. Cộng thêm vào đấy là ta có thể push trụ sớm hơn việc Pagna rồi, pick Pagna rất sớm. Nhưng bên phía team Mineski thì họ cũng có cái con bài tủ để có thể counter lại thằng Pagna này. Chaos này đã có level 4 rồi. Check qua một chút về lượng level đi. Ông này thì mới chỉ có level 6 thôi, mà một con Miranda đi mid level 6 thì chắc chắn không bao giờ. Thực ra thì nói là không bao giờ là không đúng, mà phần lớn là các player sẽ cộng cho mình, không cộng cho mình một điểm ở Moonlight Shadow. Nhưng Grid ở đây lại có run hết và sẽ đi ra harass vị trí của thanh niên Nana. Nào, lại tiếp tục là chém vào mặt của Nana thôi. Nhưng có vẻ như muốn ganh ở khu vực trên top thì phải. Ui chạy nhanh thế, 550 tốc chạy. Nhưng ở đây thì lại không có sai. Trên này thì không có bất kỳ một cái con ward nào của team Evil Genius cả. Silencer vừa tham minh và cắm ra một cái quát để có thể là soi xem là Kunka đang chạy đến đâu rồi. Và đây thì Kunka sẽ có một tình huống mà X lại Nana hay không, đặt nước trước. Nào đặt nước xịt rồi. Bây giờ sẽ X lại Nana, Rim gọi lại hai người, Arrow mở ra. Trời ơi, rát Arrow. Không còn phase shift, đã dụ được cái phase shift nhưng khả năng là Chris sẽ phải nằm nếu như Giáp chạy được kịp. Có mini stun hay không? Không được rồi, băng cả vào trụ luôn. Nhưng đẩy cóc ra, phất blood cho Giáp. Tiếp tục là cóc lại được thanh niên Sumail ở đây, nhưng Sumail sẽ lấy được bảng của Giáp hay không khi đó là cái trụ bắn bù. Và 2-1 dành cho Mineski. Fear di chuyển ra để hỗ trợ, nhưng dường như cái sự hỗ trợ này cũng hơi muộn màng. Dù sao cũng là một combat có lãi cho Mineski với 675 tiền và 600 XP. Khu vực trên top này thì Musi vừa lấy được mạng RTG xong và Chris bây giờ thì lại bị đuổi vào. Kunka mặc dù là có cả X và có cả đặt nước, nhưng cái việc để mà lao ra lấy mạng Venomancer nghe chừng ra là cũng hơi khoai. Anh em chờ chút nha, mình chỉnh lại cái này phát. Chỉnh lại cái đây, Icon Hero. Để kiểu này thực sự mình nhìn không quen. Rồi, RTG đã phải di chuyển dưới bot rồi, lộ smoke ra đây rồi. Nào hút Giáp vào nhưng đang có mini stun. Sẽ có Nether Blast cộng thêm cả là một tình huống mà Pagna ta ghost lại thanh niên Giáp. Nhưng ở đây thì Pagna cũng phải nằm xuống với việc là ICSI có được 4 trạng của Jinku Mastery và có cả Boundless Strike. Thậm chí là cả Jung và Chi Dance thì cũng trúng vào người của Universe luôn. Và cả 3 network dành cho Pag. Ngay sau đó sẽ là Monkey King với 2k8. Và có vẻ như Miranda đang hơi thọt hơn một chút so với thì nhìn Nana ở cái khu mid lên. Su này liệu rằng có phải là su fail hay là sẽ là su mail đây? Tạm thời thì mới chỉ có feed một mạng thôi, nhưng anh ta cũng lấy được lại là một mạng của thanh niên Jack, coi như là huề, không tính. Và 8 phút thì đang là 4-1 để Mineski bắt đầu chuyển dần sang cái giai đoạn mà quấy early game và bắt đầu sang đầu giai đoạn mid game rồi. Cả hai bên sẽ có nhiều những tình huống đánh nhau hơn. Giáp di chuyển vào, Chi đen trúng vào người RTG đang có slow ở đây. Và RTG đã bật cho mình ultimate ra, nhưng ultimate lần này chỉ được hai một cái bóng mà thôi. Và RTG sẽ bị kết thúc ở đây với đức mạng được dành cho thanh niên Giáp giật vãi trường. Dreamcoin lại được Fear. Moon di chuyển vào, đúng là Nana di chuyển vào, anh ta có rune in lùi. Universe bị đẩy off và Universe bị dính thêm cả một Silent Universe nằm xuống. Moon có định mạng của Universe rồi, double kill dành cho Nana. Fear cũng chết luôn, một mình Grid về được trong cái tình huống này. 7-1 cho Mineski. Early game có một cái lợi thế nho nhỏ dành cho Evil Genius với việc là họ có thể đánh được trip lane, họ có thể lẩu được những các support giống như là Silencer hay lẩu được thanh niên Venomancer này một cách không quá khó, nhưng họ đã không tận dụng được điều này và họ để cho Mineski, phải nói là để cho Mineski farm được ở cái giai đoạn early game. Và bây giờ thì Mineski chuyển sang các dạng mid game thì họ rất là khỏe. Các support của Mineski khá là cơ động, chỉ trừ Silencer ra thôi. Cộng thêm vào đấy là một con Puck, nếu như nhận được những cái rune ngon ngon và Monkey King thì khỏi phải bàn rồi. Luôn luôn là một con hero mà có khả năng scout map, cộng thêm vào đó là lượng damage gây ra khá là lớn. Rồi,
Có Ghost lại đây, nhưng mà Universe anh ta sẽ bị Focus Down tới chết, né được Chi đen, đập bao Death Strike cũng chết luôn. Đang có Frostblast được dí vào người của thanh niên Isaisai. Và bây giờ thì Isaisai đi đâu? Sumail di chuyển xuống, Sumail có một tình huống thả Starphone. Đang có Run Hết đuổi theo Nana ở đây. Nào có Run Hết này thì còn khá là nhiều thời gian, Nana đẩy Orc đi rồi. Sẽ có Arrow, Arrow trúng vào người của Nana, nhưng mà Arrow quá gần và Nana sử dụng Phase Shift di chuyển về được trong tình huống vừa rồi với cái off của mình. 28 thì mình có team Evil Genius và một cái đổi lãi, đổi một mạng của off lên, lấy một mạng của off lên, nhưng đó là một cái đổi lãi hơn khá nhiều với 500 tiền và 600 XP dành cho Evil Geniuses. Ở khu vực mid lên thì Sumail vừa có một cái pha mà solo kill được Ninja Buzi, nhưng mà tôi vẫn đang mải xem Sofi recap. 38 dành cho Evil Genius. Sumail đã có được cho mình một cái giày face và cũng đã có thêm được Ring Aquila. Rồi, ở trên này đang có dấu hiệu muốn đánh nhau và Poison Nova mở ra. RTG anh ta có bóng nhưng dồn đam quá nhiều và đây là cái lượng đam phép, cộng thêm vào đó là cả một Rocket Flare nữa. Giáp di chuyển xuống, Giáp có cho mình hook shot rồi nha. Giáp có hook shot, nào liệu rằng có nhìn thấy được thanh niên Crit ở trong này không, hay là có tình huống hook shot chuẩn bài hay không. Rồi, nhìn thấy được thanh niên Crit cộng thêm cả Fear nữa. Hook shot không, Wolf Command mở ra này, hook shot trượt, what the hook shot. Fear vẫn chạy được nhưng Fear bị dính một ơn, đằng sau đó thì đã lấy được cái mạng của Crit rồi. Killing Spree dành cho Giáp, 11-3 cho bên phía team Mineski. Sumail di chuyển ra. Nào, Sumail đang có Global Silence và ở đây có cả xuất hiện của Park. Chaos Knight sẽ cố gắng để lên nốt một cái Amulet thôi. Bây giờ thì mình với team Evil Genius thực sự họ sẽ rất là khó đánh. Có một cái điều có thể thấy là Evil Genius họ đang cắm những cái con quát để có thể là, phải nói đây là những cái con quát, những con quát thủ. Những con quát thủ không có bất kỳ một quát công nào cả. Một cái quát được cắm ở khu vực Shrine và một cái quát được cắm ở khu vực Rune. Ở khu vực Rune trên top này có thể check được cái lượng sai xem là bên phía team Mineski họ có canh hay là họ có một tình huống mà nhặt Rune ở cái khu vực boss này đi vòng lên hay không. Rồi, nhưng bây giờ thì bên phía Evil Genius họ sẽ sử dụng smoke. Ba người smoke với nhau và đang muốn kiếm tìm những cái mạng lẻ để giải tỏa những cái áp lực về tâm lý khi mà đang thua tới hơn, phải gọi là gần chục mạng. Gần chục, à đâu, ừ đúng rồi, gần chục mạng. Gần chục mạng so với team Mineski, 11-3. Đã có một trụ ở cái khu vực mid lane dành cho team Mineski và đây sẽ là một cái trụ một thuộc về Nana. Bây giờ thì Evil Genius đang tổ chức để có thể push vào cái trụ dưới boss, nhưng dường như nó phải lùi lại rồi khi mà cảm thấy là cái trụ ở mid mất quá nhanh và các thành viên của team Mineski thì cũng đã lùi về và sẵn sàng có TP backup nếu như bên phía team Mineski họ cái trụ một của khu boss bị đe dọa. CK đang bị thu hẹp dần khoảng farm lại và CK bây giờ đang rất là khổ. 13 phút CK vẫn chưa cầm nổi cho mình Amulet. Mới chỉ có Power Cheat cộng thêm vào đó là một cái Magic Wand, thêm một cái tay thôi. Global Silence đi về luôn. Global Silence đi về luôn. Evil Genius họ không thể làm gì được trong cái tình huống vừa rồi. Mineski quyết tâm không để cho Evil Genius có bất kỳ được một cái mạng nào để có thể giải tỏa được cái tâm lý hay lấy lại một cái chút lợi thế nhỏ nhỏ. Và bây giờ thì không có Global Silence nữa, nhưng Evil Genius họ cũng rất khó có thể đánh. Khi mà những cái kỹ năng giống như là Wood Command hay là Dreamcoin các thứ vẫn còn. Nào, Silence RTG rồi. Sẽ có Dreamcoin, thậm chí có hook shot vào RTG đi đâu. Sử dụng cho mình luôn cả Chain Frost ra, nhưng Giáp đã có một tình huống đặt cóc vào. Cố gắng chạy đi, thả thuyền ra, Giáp anh ta bị dính Torrent. Giáp đang cố gắng chạy nhưng Giáp bị hút máu và Giáp đi đâu đây? Giáp nằm xuống rồi. Mạng dành cho Sumail với tình huống thả Starphone. Park thì may mắn đi về được trong tình huống này, nhưng Nana có vẻ như không muốn đi về. Nana quay lại và lấy được mạng của Lich với chỉ một pha thả về của Discord, cộng thêm vào đó là đẩy off và có cả Silence trong cái pha vừa rồi. 13-4 cho bên phía team Mineski. Ninja Buzi đang có một cái tình huống mà đi vào trong khu vực rừng cắm quát khá sâu. Evil Genius thì họ đã ping rồi, nhưng có vẻ như một tình huống mà cắm quát nó phải gọi là super điếm. Nó như thế nào nhỉ? Một con quát được cắm như thế này thì cái Sentry thường thì các player
Xem nào, để mình nghĩ ra nhìn xem nào. Trong game đấu này thì có một con Kunka. Có lẽ là Kunka đã sẽ cắm một cái sentry xuống ở cái khu vực xung quanh. Xung quanh cái đồi này, chứ không phải là cắm thẳng đến trong khu vực đồi. Nếu như cắm sentry ra đây thì hoàn toàn có thể phát được cái quát này. Nhưng nếu như anh ta cắm sentry ra chỗ này thì khả năng để mà phát hiện được quát này thì là hơi khoai. Bởi vì khi mà cắm sentry xuống đây thì cái tầm sai cái tầm range nó không đủ. Và cắm sentry xuống đây thì hoàn toàn có thể sử dụng cho run lên đây để lấy sai, phá quát. Không nhất thiết là phải cắm hẳn sentry lên trên đồi. Monkey King đã có Eco Saber. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về cái lượng item. Nhưng từ từ đã. Rồi, cắm thẳng lên trên này luôn. Như vậy là không phát hiện được quát được rồi. Hook shot vào cái vị trí của Fear. Và thôi xong, Fear chết chặt. Đi đâu, tự sát được không? Không được. Jab có Rocket Flare. Và đó là cái mà khiến cho tự nhiên Fear, ông già Fear, không thể giữ gọi là bảo toàn chính tiết được trong cái tình huống vừa rồi. Check qua một chút về cái lượng item xem nào. Giày Phase, Dragon Lance, thậm chí là có luôn cái Ring Aquila. Có vẻ như là đang muốn lên bố set dành cho riêng mình về tình nhiên Miranda. Và Chaos Knight thì vẫn chưa có được, chưa có được một cái Amulet. Pagna có Fox Staff để tự cứu chính bản thân mình cũng như là đồng đội rồi. Monkey King thì cũng đã có thêm cho mình được Echo Saber và Blink cộng thêm Veil of Discord dành cho Puck. Venomancer thì cũng đang hướng tới Dragonlance sau khi có Hand of Midas cộng thêm Ring Aquila. Rồi, một mạng ở hook mid lên, quá đơn giản để cho thanh niên Nana này. Đơn giản thì là thả Veil, sau đó là lao vào dùng Dream Coil, một bộ combo cơ bản của Puck. Cái lượng đam phép được dồn ra rất nhiều và không thể chống cự lại được cái lượng nam phép này. Một con Pagna quá mỏng manh yếu đuối. Pagna với 780 máu, còn chưa kể đấy là cái lượng nam, lượng đam gây thêm lúc mà sử dụng Veil of Discord, 25% thêm 25% lượng nam phép nữa. Rồi lao ra đây, RTG bị trêu với một cái pha blink vào silent đẩy ọc ra rất khó chịu. Nhưng phải làm sao đây? Bên phía team Mineski họ sở hữu một cái lineup có thể snowball và họ đang làm được cái điều này. 17 phút chênh tới 10.000 đã có chênh lệch. Miranda thì vẫn đang cố gắng để đi đẩy cao lên top, lên bot lên. Anh ta muốn lấy cái trụ bột của bot lên, nhưng ở cái khu mid lên này thì ADG gần chết rồi. Các thành viên của team Mineski hoàn toàn có thể lao vào. Có khu công command, có Poison Nova và thậm chí là có cả Global Silent. Chỉ cần một tình huống hút shot đẹp của Clockwork thôi thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Họ hoàn toàn có thể lấy được trụ 2 ở cái khu vực mid lên. 17 phút mà gọt được tới 5 trụ và chỉ còn duy nhất một trụ 2 ở khu vực mid lên thì thực sự CK không lớn được. CK không lớn nổi. CK bây giờ mới có Amulet thôi mà đã là phút thứ 18 rồi. Cái khoảng farm của CK ngày càng bị thu hẹp và CK ấy ta cũng không có Hand of Midas. Mở smoke ra bên phía thanh Evil Genius, họ mở smoke 3 người. Bây giờ họ muốn vòng sau, họ muốn bắt người của Mineski. Nhưng ở đây thì Monkey King đang đứng rất điếm. Monkey King hóa thành một cái cây lộ smoke rồi. Nhìn được Monkey King hay không? Cắm một con sentry ra đây, hút sóc vào người của Fear. Chris di chuyển ra, sẽ có đặt Jordan vào. Rồi Global sẽ được mở ra, Fear chết ngay lập tức. Nhưng đằng sau đó thì khu công command cộng thêm với cả Nana cũng đã lấy thêm một cả mạng Universe đã đổi. RTG vẫn chưa chết nhưng RTG còn một nửa bình thôi. Poison Nova mở ra, Mushi lao vào, RTG còn một chút máu, RTG sẽ nằm xuống chiếc một kill dành cho Mushi. Đằng sau đó đuổi ra bên Crit đây, Nana có thể một nhú đẩy ọc và Nana sẽ lao vào để kết thúc cái mạng của Liên Crit này. Team wipe cho Mineski, 20 năm dành cho Mineski. 14k đang có chênh lệch và chỉ sau một tiếng combat họ lấy được 1.700 tiền cộng thêm 4k 6 XP. Họ sẽ được trụ 2 ở khu mid lên. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's structure. 20 năm rồi, mới chỉ có 19 phút. 20 phút gọt hết hàng trụ ngoài. Và trông ông Nana lên xong được gậy lốc, thậm chí còn di chuyển vào để trêu các thành viên team Evil Genius. RTG mặc dù đã sử dụng đến cả bóng trong tình huống vừa rồi nhưng cũng không ăn thua. Bên phía team Mineski,
Bây giờ bên phía team Mineski, xem nào, có lẽ họ sẽ đợi cho Monkey King farm nốt cho mình Diffusal Blade và sau đó mới có thể là sẽ ăn Roshan hoặc cũng có thể là sẽ smoke để có thể đi ganh lẻ và sau đấy ăn Roshan. Thế đấu này thì Mineski họ đang dẫn khoảng 16k network và họ đang có một lợi thế nhất định. Bên này Messer cũng đã có BKB rồi. Nếu như đánh chắc kèo thì sẽ di chuyển sang Roshan, nhưng nếu như combat trong khu vực Roshan pit thì cũng không phải là một cái ý kiến nó quá hay cho lắm. Và ở cái khu mid lane vẫn đang mãi xem xét xem có ăn Roshan hay không, thì Nana lại lấy được mạng của Lich. Kunka ở đây thì sẽ bị bớ vào thôi nếu mà cứ đứng như và farm như thế này. Rồi chạy đi đâu đây, có TP nhảy G-Dance và Grid, anh ta bị phát hiện ra. Nào, đặt Torrent xuống, Torrent thì lại không trúng rồi. Khả năng cao là Chris sẽ chết rồi. Đi đâu đây, vẫn đang giúp đập bao Death Strike xuống Chris, bị dính vào về Riskart và Chris lấy bảo đếm số. Mạng được dành cho Nana. Support số 4 lấy bảo đếm số, support số 5 thì cũng gắp ngửa ở khu vực mid lên. 22 năm, Mineski họ đang dẫn quá nhiều cái lượng network. Cộng thêm vào đó là họ dẫn rất nhiều mạng, nhưng họ vẫn chưa quyết định lên high ground. Họ biết rằng thời điểm này vẫn chưa đủ khỏe và Venomancer cần thêm búa xét và có lẽ họ cũng cần một con Roshan. Silencer lại tiếp tục là cái trò lên giấy face. Vừa nãy khi mà đánh với Na'Vi, Silencer cũng đã lên giấy face, và trong cái đấu này thì Silencer cũng đã lên giấy face. Thực ra thì cái giấy face cũng là một item không quá tồi cho Silencer trong cái game đấu này, khi mà cái lượng slow rất là lớn. Bây giờ thì Mineski họ sẽ def cái trụ một ở khu vực top lên, thậm chí là bên phía team Evil Genius còn chưa push được nổi một cái trụ nào cả. Nào, hãy xem là tình huống combat này, nếu như Mineski có thể giành chiến thắng được combat này thì gần như nó sẽ là một cái dấu chấm nhưng chưa hết cho Evil Genius vẫn đánh được, nhưng sẽ rất là khó. Rồi, dùng scan ra lao ra đây của Moon, một tình huống mà Harad bị trụ RTG. Moonlight Shadow được bật rồi, nhưng mà sau đó thì hook shot vào cái vị trí của Universe. Global Shadow được tung ra và giáp đuổi Universe đến tận cùng thế giới. Dreamcoin lại được hai người. Miranda chạy đi đâu, bật phóng ra rồi nhưng lấy được cái mạng của thanh niên giáp. Rồi sau đó thì Moon Team di chuyển vào, bật Bond Nova ra, bật BKB lên, bắn rất tàu với chỗ ATG. ATG còn một hit đánh tay và Moon Team lấy được mạng của ATG rồi. Trong khi đó thì Sufail cũng sẽ chết luôn ở đây. Beyond Godline cho Nana, bốn người của Evil Genius lên bảng điểm số và triple kill cho Nana. Đây sẽ là Ultra kill hay không, nhưng nhường mạng lại dành cho ai sẽ sai. Và team wipe cho bên phía team Mineski. Chờ đợi gì mà không ăn Roshan nữa đây. 1k6 tiền và 5k8 XP trong cái tình huống combat vừa rồi. Mặc dù mất hai người nhưng đó chỉ là hai support thôi. Và bên phía team Evil Genius họ chỉ gỡ lại được 600 tiền cộng thêm 2k5 XP, nhưng đó cũng là một con số gọi là có thể khích lệ được một chút cái tinh thần của Evil Genius. Cơ hội dành cho team Evil Genius không phải là không còn. Tuy nhiên họ cần phải đánh nó như thế nào nhỉ? Thực ra thì cái cơ hội của Evil Genius trong trận đấu này thì nó đang dần dần bị thu hẹp lại. Có lẽ là cần phải chờ những cái sai lầm đến từ Mineski. Và Evil Genius thì có cần phải có một cái tình huống vào combat, phải gọi là 5 versus 3 hoặc 5 versus 2 thì mới có thể là ăn lại được với Mineski. Kể cả bây giờ có def high ground đi chăng nữa thì cái việc mà đánh được với Mineski cũng hơi khoai. Cái lượng damage của Mineski trong combat tầm này rất là lớn rồi. Monkey King cầm Diffusal Blade và Venomancer thì có cả búa xét luôn. RTG thì sau khi mà lên xong được Amulet đang hướng tới cho mình một cái Shadow Blade, nhưng mà xong Shadow Blade thì không biết đến bao giờ. Xong Shadow Blade xong thì không biết là game còn đã hết chưa. Ăn Roshan thành công. Regeneration. Mineski, người cầm Roshan đó chính là thanh niên gì đây? Sao lại không thấy ai cầm Roshan đây? Alo, deny Roshan ạ. À không, Roshan vẫn chưa cầm. Bết
Petrosan. Alo Petrosan nha. Petrosan đây, có Moonlight Shadow mở ra rồi, nhặt được Rosan bên phía có thể quýt rồi, nhưng không là một sai lầm được mở ra. Em thích đó là cái gì, nó bật bóng vào nhưng bóng quả cái gì đấm rất đau và giáp lên bảng đếm số thả thuyền ra đây. Bên phía Kunka sử dụng luôn cái Poison Nova đang cố gắng bắn vị trí của Sumail. Sumail ta sẽ phải chết trong những ai những ác cái gì phải nằm xuống luôn, và quýt đây là cũng sẽ mất khi nó sạt đấy. Cái double kill dành cho thanh niên Musi. Bốn người của Evil Genius lên bảng đếm số và chỉ còn một mình Quýt để sống thôi, và GG Well Play được cồn. Petrosan để lấy một cái GG Well Play. Well Play, Well Play, triple kill dành cho Nana, và đó là 1-0 cho Mineski. Game đấu kết thúc của phút 25. Một chiến thuật phải nói là quá đỉnh cao của Mineski. Thực ra thì chiến thuật này trước đây như chưa có ai dùng, mình mới chỉ biết tới một cái chiến thuật mà của Isama đó đã dùng, đấy chính là cái thời T3, T4 nhỉ, rất là lâu rồi, dùng Nature Prophet ra cái khu vực Roshan Pit từ level 1 để cho Roshan đập chết, sau đó là cả team smoke 4 người và chờ đợi team đối phương đi ra khu vực Roshan để check Roshan và úp lồng lấy mạng first blood cũng như là những cái mạng early game. Còn cái chiến thuật này thì thực sự là chưa bao giờ thấy luôn.